sao giờ thoáng đưa mùi an lạc lòng khiến anh lơ là. Tháng năm dài người đã sống bên ai, tôi chấp nhận em cũng anh là sai. Trong lòng dù anh là nhớ một đời phải bơ vơ, một chiều dài nên thơ chắc giờ em còn nhớ. Tình duyên ta như giọt mưa nhỏ giọt vậy mà thấm lâu, đời này hai ba năm sau lỡ mà. Anh mới hiểu tâm ta chỉ là dối lừa, em chẳng yêu anh giống như gì em
một cuộc tình bao dối trá và một nhành hoa thanh nghi lá để chuyện tình yêu chúng ta đến hôm nay chỉ làm dễ mà em cũng đi kẻ xa lạ nên em đành buông tay ra khiến trái tim anh bỗng đớn đau bằng người xót không còn nhiều giây phút bên nhau thừa vai nhớ đoạn tuyệt tình thành đứng đi theo người có yêu giữ bao nhiêu chỉ nhận chưa cố yêu mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải lời ngắm tình anh không phải gió này tận lòng cố xóa hết tâm tình nhà có đường đâu cửa sau đỡ đang đông người vội quen hết duyên đâu người quay bước người chẳng thiết thương riêng anh sầu thương anh mang tình anh trao ai ngày này nhỉ tàn hoa phai tình này anh đã chót đã yêu ai mà yêu ngàn đời dễ đâu phai từng em rửa dòng bơ bơ thân em chẳng được như mơ thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng rồi Mayang, đỉnh cao của không làm mà vẫn có ăn. Để nói về giấc mơ giàu sang, có công việc nhàn hạ mà hái ra tiền, anh em khởi nghiệp hãy cứ nhìn vào gương của Aubameyang nhé. Trong trận đầu tiên được đá chính cho Chelsea trong năm 2023 trước đội bóng cũ Arsenal, Aubameyang chỉ chạm bóng có 9 lần, trong đó có 4 lần từ điểm ra bóng trước khi bị thay ra sau giờ nghỉ. Tiền đạo người Gabon chơi tệ thì ai cũng biết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.